Đấy. Xin chào mọi người ạ. Ngày hôm nay thì Phương Anh đang có mặt ở trên Ninh Hiệp, Hà Nội. Hôm nay cơ sở bên mình là đến bàn giao cho gia đình nhà anh Thắng là một bộ tranh tứ quý bằng gỗ mun vừa được hoàn thiện và treo lắp trên cái không gian phòng khách của gia đình. Thì bộ tranh này thì được anh đặt của cơ sở bên mình là anh mua hàng có sẵn nhé mọi người, có sẵn và mình là có sẵn mộc và mình là hoàn thiện cũng như là mang lên đây để treo lắp lên đây cho anh. Thì sau đây hãy cùng cơ sở bên mình đi vào cận cảnh cũng như là chi tiết về cái bộ tranh ngày hôm nay nhé. Trên màn hình của mọi người hiện tại thì đang là tổng thể của bộ tứ quý mà ngày hôm nay cơ sở bên mình đến bàn giao cho gia đình nhà anh Thắng. Với tổng kích thước phủ bì là 1m27, rộng 37, ván tranh xẻ là dày 5,5 phân, được đục thủ công kênh bong liền khối cực kỳ đẹp. Thì mời mọi người cùng cơ sở bên mình đi kỹ hơn về chi tiết của sản phẩm ngày hôm nay nhé. Bộ tranh tứ quý của mình sẽ gồm có 4 cảnh tùng cúc trúc mai đại diện cho 4 mùa trong năm xuân hạ thu đông. Đầu tiên chúng ta sẽ đi đến với cảnh tùng, là cảnh đầu tiên của bộ tranh tứ quý đại diện cho mùa đông đúng không ạ? Đây, thì như mọi người nhìn thấy đây, khi mình đưa camera lại gần thì thứ nhất là mọi người nhìn cái bộ sản phẩm mà sau khi đã hoàn thiện ý, thì nhìn cái phần vân của mình, sản phẩm được phun trần nên nhìn cái phần vân gỗ nó được nổi lên rất là đẹp. Đây, toàn bộ các cái chi tiết này sẽ đều được cơ sở bên mình là đục moi móc kênh bong móc tỉa rất là đẹp. Đây, kênh bong hết này, nhưng mọi người nhìn cái phần tay của mình có thể là dễ dàng luồn lách qua những cái chi tiết của sản phẩm như này. Đây, gọi là hàng đục kênh bong. Tiếp theo bên này là cảnh cúc ạ. Đây, cúc kê nhé mọi người. Cúc kê này, kênh bong moi móc hết này. Đây, cúc kê. Cái tấm cúc này của mình thì vân nó sẽ hơi đen hơn một xíu nhé mọi người. Mọi người nhìn cái phần vân rất là đen, nó đen kiểu tựa tựa như thằng mun sừng ấy. Bên này sẽ là cảnh trúc. Đây, cảnh trúc này thì phần vân cũng rất là đẹp. Đây, kênh bong đó, rất là đẹp nhé mọi người. Đây, những phần như này là kênh bong. Và hàng này thì được cơ sở bên mình là đục thủ công nhé mọi người. Đục thủ công với phần ván là liền khối tất. Đây, ván liền không rời, ván liền khối và được đục thủ công kênh bong. Nên mọi người có thể nhìn những cái chi tiết nó được đục rất là linh hoạt và rất là đẹp. Đây ạ. Cảnh mai này thì sẽ đại diện cho mùa xuân. Đã vâng, mời cả nhà cùng cơ sở bên mình ngắm lại bộ tranh tứ quý lên một lần nữa nhé. Bộ tranh tứ quý thì sẽ đại diện cho 4 mùa trong năm, thể hiện cái sự luân chuyển của đất trời đúng không ạ? Nó sẽ tượng trưng cho tài lộc. Dạ vâng. Treo những cái bộ tranh như này thì nó sẽ giúp gia chủ là thu hút những cái vượng khí tốt cho gia đình. Dạ vâng. Và mọi thông tin chi tiết về sản phẩm thì mọi người có thể liên hệ giúp mình trực tiếp qua số hotline 0837 3 con 9 3 con 7 để được liên hệ để được tư vấn trực tiếp nhé. Thì hiện tại thì bên dưới thì gia đình nhà anh cũng có sở hữu một cái bộ bàn ghế gỗ mun, thì cái phần màu bàn ghế nó cũng khá là tối, thì cũng khá là đồng bộ với cả cái bộ tranh, nó rất là đẹp. Thật ra thì đối với cả mun thì nó sẽ có những cái bộ vân cũng rất là sáng và có những cái bộ nó sẽ vân cũng rất là tối. Nó sẽ tùy theo thứ nhất là cái gu, cái sở thích của các bác, và cái thứ hai là cũng sẽ dựa theo những cái bộ sản phẩm mà có sẵn của gia đình thì mình sẽ lựa chọn những cái bộ tranh nó phù hợp nhé. Thì mọi người có thể về trực tiếp cơ sở bên mình có địa chỉ tại số 47 và 54 thuộc làng nghề Đại Nghiệp Tân Dân Phú Xuyên Hà Nội để được thăm ngắm sản phẩm trực tiếp nhé. Mời cả nhà cùng cơ sở bên ngắm lại một lần nữa nhé. Vâng. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian để đón xem video của mình nhé. Mọi chi tiết thì mọi người cứ liên hệ giúp mình trực tiếp qua số 0837 3 con 9 3 con 7 nhé. Xin cảm ơn ạ.